Trong những năm gần đây, hai cụm từ thị trường chứng khoán và cụ thể hơn là dự đoán thị trường chứng khoán đã tìm được cách len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của xã hội. Từ các buổi trò chuyện trên văn phòng, các chầu cà phê, trà sữa đến cả những bữa cơm trong gia đình, những nhà đầu tư tự tin vào việc dự đoán thị trường có thể lấy niềm tin từ những case thành công kiếm lời hàng tỷ đô từ việc dự đoán, đúng như là George Soros đã kiếm lời 1 tỷ đô chỉ trong một ngày nhờ đặt cược và đà giảm giá của đồng bảng Anh. John Paulson dự đoán đúng cuộc khủng hoảng nhà đất năm 2006, hay thiên tài đầu cơ Jesse Livermore đã nhiều lần kiếm lời từ dự đoán đúng biến động thị trường và là một trong số ít những người kiếm được 1,7 tỷ đô theo giá trị ngày nay trong giai đoạn khủng hoảng từ năm 1924 đến năm 1933. Tuy nhiên, theo nhiều thống kê trên các mẫu số lớn thì đúng là sẽ có những nhà đầu tư có thể dự đoán được thị trường đúng một vài lần, nhưng xác suất đúng trung bình về dài hạn cũng không cao hơn mấy so với xác suất ngẫu nhiên của việc tung đồng xu 50%, thậm chí là phần đông sai nhiều hơn là phần đúng. Một thống kê trong khoảng thời gian từ năm 2005 cho đến năm 2012 thu thập 6.582 dự báo về thị trường chứng khoán ở Mỹ do 68 chuyên gia đầu cơ thực hiện đã chỉ ra rằng tỷ lệ dự đoán chính xác trung bình của họ chỉ là 47%, thấp hơn mức bạn có thể mong đợi từ cơ hội ngẫu nhiên. Trong video này, tác giả Anh Tuấn Vũ, một thành viên rất năng nổ từ group Tiền ở đâu đầu ở đó của Spider Room, sẽ lý giải tại sao không ai có thể dự đoán được thị trường. Thực tế thì có nhiều ý kiến trái chiều về chủ đề này, cũng vì thế mà sinh ra các trường phái đầu tư khác nhau. Bài viết này tất nhiên không có mục đích phủ nhận bất kỳ phương pháp đầu tư nào, mà chỉ đưa ra những thống kê và quan điểm của mình để giúp mọi người xác định được phương pháp đầu tư phù hợp nhất, đặc biệt là với những nhà đầu tư cá nhân mới tham gia vào thị trường. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé! Chúng ta đều biết, bất kỳ yếu tố bên ngoài nào cũng có thể làm thị trường hoặc là giá cổ phiếu biến động. Ví dụ giá cổ phiếu thép có thể biến động dựa vào biến động của giá nguyên liệu đầu vào, than, quặng, thép phế, hoặc là một tin tức nào đó về lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, nếu như muốn dự đoán giá cổ phiếu, chúng ta cần phải dự đoán được tất cả những yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của chúng ra sao lên giá cổ phiếu. Và rõ ràng, điều đó là không thể, nên việc dự đoán giá cổ phiếu cũng sẽ trở thành bất khả thi luôn. Chưa kể đó là chúng ta mới xét đến yếu tố giá cổ phiếu. Nếu như xét trên phương diện thị trường thì việc dự đoán thậm chí còn bất khả thi hơn khi mà biến động thị trường phụ thuộc vào biến động của hàng nghìn cổ phiếu. Nhân với số lượng biến số của mỗi cổ phiếu thì chúng ta có thể có hàng trăm nghìn biến số sẽ tác động lên thị trường. Tuy nhiên, mặc dù không thể dự đoán được đúng 100%, nhưng vẫn sẽ có cách để bạn dự đoán với xác suất đúng cao. Đó là xác định được yếu tố nào sẽ chiếm trọng số lớn nhất khi tác động lên giá cổ phiếu hoặc thị trường. Đây là cách mà các nhà phân tích thường dùng. Ví dụ, với giá cổ phiếu thép thì sản lượng và giá ban đầu sẽ tác động lên giá cổ phiếu nhiều vì nó tác động mạnh đến kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp. Tất nhiên là nó không phải luôn đúng 100% vì sẽ có thời điểm có những yếu tố khác tác động lên mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu xác định được yếu tố tác động mạnh lên giá trong 60-70% trường hợp thì bạn có thể có một hiệu suất tốt hơn trung bình rồi. Từ đó ta có thể hiểu được lý do tại sao vẫn có những người dự đoán được đỉnh hoặc đáy của cổ phiếu hoặc thị trường tại một số thời điểm. Vì tại thời điểm đó họ xác định được đúng các biến tố tác động mạnh nhất lên giá. Tuy nhiên, điều đó khó có thể được dùng nhiều lần trong dài hạn vì các biến số và mức độ tác động chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian. Ngay cả cùng một biến số nhưng mức độ tác động cũng sẽ khác nhau theo thời gian. Điều này dẫn chúng ta đến với lý do thứ hai. Giải thích cho ví dụ cùng một biến số nhưng mức độ tác động lại khác nhau theo thời gian thì ta có thể kể đến là tin tức COVID. Thời điểm có những ca mắc đầu tiên trên thị trường, VN Index gãy rất nhanh. Tuy nhiên, càng về sau thì mức độ ảnh hưởng lên thị trường lại càng ít hơn và thậm chí sau khi ra tin thì thị trường còn tăng ngay sau đó. Đó là vì cảm xúc của nhà đầu tư đã quen và không còn bị bất ngờ bởi tin tức nên họ hành động có lý trí hơn, đánh giá đúng được mức độ tác động của dịch bệnh và giá trị nội tại của cổ phiếu. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, chúng ta, cả mình và bạn đều giao dịch dựa trên cảm tính nhiều hơn là lý trí.
giống như trong cuốn sách Tâm lý thị trường chứng khoán của George Sheldon, viết năm 1912, đã chỉ ra rằng bạn bán cổ phiếu chỉ đơn giản là vì bạn sợ giá của nó sẽ giảm và mua vào vì lo rằng giá của nó sẽ sớm tăng. Vì vậy, khi mà con người vẫn là chủ thể chính tham gia thị trường thì cảm xúc vẫn sẽ là yếu tố chi phối các quyết định và ảnh hưởng lên biến động giá cổ phiếu. Và điều này thậm chí là không thể lượng hóa hay là thống kê mức độ ảnh hưởng lên thị trường như các yếu tố ở phần 1, nên nó càng làm thị trường càng trở nên khó dự đoán hơn. Trong giới trader có một câu nói: "Don't tell me what to buy, tell me when." Nghĩa là đừng bảo tôi phải mua cái gì mà hãy bảo tôi là mua khi nào. Đại ý là thời điểm mua quan trọng hơn những thứ mà bạn sẽ mua. Tức là ngay cả khi bạn dự đoán đúng được biến số sẽ tác động mạnh lên thị trường, thì việc dự đoán bao giờ nó diễn ra là điều không ai có thể làm được. Giống như nhà kinh tế học John Maynard Keynes đã từng nói: "Market can remain irrational a lot longer than you and I remain solvent." Nghĩa là thị trường có thể vô lý rất lâu và tôi với bạn sẽ phá sản trước khi nó quay lại có lý. Thương vụ bán nổi tiếng của Michael Burry có lẽ là minh chứng rõ nhất cho điều trên. Michael Burry là một nhà đầu tư Mỹ rất thành công trên phố Wall. Thương vụ bán khống nổi tiếng của Michael Burry có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho điều trên. Người đã dự đoán được bong bóng bất động sản năm 2007 và đã ôm rất nhiều CDS để đợi thị trường điều chỉnh. CDS là bảo hiểm cho các trái phiếu thế chấp bằng nhà ở, tức là nếu giá nhà đi xuống và các trái phiếu đó vỡ nợ thì Michael sẽ được trả rất nhiều tiền đền bù bảo hiểm. Tuy nhiên, vấn đề là ông bắt đầu mua từ năm 2005 và phải trả phí bảo hiểm đều đặn, nhưng một năm sau đó thì thị trường vẫn tiếp tục đi lên. Các nhà đầu tư góp vốn vào quỹ Action của ông bắt đầu mất kiên nhẫn và yêu cầu rút vốn vì đã thua lỗ quá nhiều. May mắn là ông đã kiên định và đến đầu năm 2007 thì thị trường mới bắt đầu đi đúng theo suy đoán của ông. Cho đến cuối năm 2007 thì lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí của quỹ Action do ông quản lý đã đạt kỷ lục 138,27% so với mức chỉ 5,5% của S&P 500. Từ đó chúng ta thấy được rõ ràng những suy luận của Michael là đúng, nhưng chính ông cũng không thể dự đoán được thời điểm nó xảy ra. Điều thành công là ông đã có thể gồng lỗ được cho đến khi nó thực sự xảy ra. Còn đa số các nhà đầu tư tham gia đoán đỉnh và bắt đáy thì đều không thành công được như vậy. Vậy thì bạn cần làm gì? Từ thống kê ở đầu bài thì các bạn cũng có thể thấy được là xác suất dự đoán đúng của các chuyên gia cũng không cao hơn bạn là bao. Nhưng vì sao họ vẫn kiếm được lời và cũng được trả rất nhiều tiền cho việc dự đoán? Câu trả lời là họ không cố dự đoán đúng 100%, mà thay vì thế, họ đưa ra dự đoán để có thể lên kế hoạch chốt lời nếu đúng và kế hoạch quản trị rủi ro nếu sai. Lợi ích của việc này, đầu tiên là họ sẽ biết tại sao họ đúng hoặc sai. Điều này giúp họ cải thiện kết quả dự đoán trong những lần sau. Thứ hai, họ biết sẽ phải làm gì nếu như mà mọi thứ đi đúng hoặc là đi lệch so với kế hoạch ban đầu. Điều này giúp cho họ kiên định và không bị cảm xúc chi phối trước những biến động của thị trường. Với những nhà đầu tư cá nhân thì việc thu thập dữ liệu để dự đoán và lên kế hoạch đầu tư sẽ khó hơn nhiều. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được lợi thế của một chuyên gia từ những bài phân tích của họ. Đầu tiên là hãy lấy các thông tin đầu vào, không mất công tìm kiếm. Thứ hai là tham khảo các kịch bản, tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của họ. Cá nhân mình thấy việc đầu tư phần nào đó cũng như là bộ môn poker. Bạn sẽ tham gia trận đấu khi mà bạn có những hand bài tốt, giống như khi bạn mua cổ phiếu tốt. Những common card được chia ra thì giống như là những sự kiện trên thị trường và chúng quyết định cổ phiếu của bạn có tăng giá hay không. Và rõ ràng, chẳng có ai cố đi dự đoán lá tiếp theo được chia ra là gì. Thay vào đó, những người chơi giỏi luôn có kế hoạch là lá X sẽ được chia ra thì mình sẽ phải làm gì. Check, nắm giữ, raise, mua thêm, hay là fold, bán hết. Và yếu tố cuối cùng bạn luôn phải có là một tâm lý vững vàng, giống như là Michael Burry, để chiến đấu với những người cùng chơi bàn poker, những nhà đầu tư khác trên thị trường và chiến đấu với đối thủ lớn nhất của bạn, chính là bản thân bạn. Nếu như bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!